trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua làm rung chuyển Đài Loan và bật cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản, Philippines. Theo thông tin ban đầu, trận động đất xảy ra ngoài khơi Đài Loan với cường độ 7,2 đến 7,5 độ đã làm rung chuyển thủ đô Đài Bắc vào sáng ngày 3 tháng 4, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Nhật Bản và Philippines đã phát cảnh báo sóng thần. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 58 phút sáng, 23 giờ 58 phút GMT, ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông hòn đảo. Đài Loan cập nhật cường độ động đất lên đến 7,7 độ. Các đài truyền hình Đài Loan chiếu cảnh một số tòa nhà bị sập ở khu vực Hoa Liên, gần tâm chấn trận động đất. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một số người bị mắc kẹt. Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa phía nam. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao tới 3 mét dự kiến sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cường độ trận động đất ở mức 7,5 độ. Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận một cơn sóng thần cao 30cm ập vào đảo Ionaguni của nước này. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo ở khu vực ven biển của một số tỉnh tại nước này, kêu gọi người dân sơ tán lên vùng đất cao hơn. Truyền thông Trung Quốc cho biết chấn động cũng được cảm nhận ở các khu vực Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất xảy ra tại đây kể từ năm 1999 khi trận động đất mạnh 7,6 độ giết chết khoảng 2.400 người và làm hư hại 50.000 tòa nhà.